Chủ trương thực sự mà tất cả mọi bệnh có thể chữa được trừ bệnh ngạo mạn, thì ví dụ những người bệnh đó kiêu căng, người ta ví dụ là nhờ can thiệp của đông tây y để ăn thực dưỡng một thời gian mà người ta khỏe, thế xong bắt đầu là người ta lại ra ngoài bệnh bạ linh tinh. Thế tức là người ta tin vào khả năng người ta có thể điều chỉnh được cái bệnh của người ta, thành ra là nó gọi là một cái căn bệnh đại ngạo mạn, thành ra là không có thể chữa được, kiêu căng. Vấn đề thứ hai ấy là trên xét trên một góc độ khoa học như thế này này, về tây y ấy, tây y với đông y nó khác nhau ở một cái là tây y là nó chữa, nhiều người ta cũng nói rồi, ví dụ bệnh viện ca người ta nói là chúng tôi chỉ chữa được bệnh thôi, mệnh tôi không chữa được. Thế ví dụ như là mệnh ở bên thực dưỡng nói là gì, thức ăn quyết định số phận của bạn, thế bây giờ do ai, do mình. Thế vấn đề tiếp theo đó là đông y là người ta có chữa bệnh không? Người ta chữa toàn bộ cơ thể con người luôn. Thế tại người ta mới sinh ra cái câu mà sợ hãi hại thận rồi vui hại tâm các thứ ấy. Đấy là một cái mà cân bằng chỉnh thể về tâm lý học, về cảm xúc học. Về cả tâm thần, về cả thể chất. Thành ra là cái việc mà chữa bệnh hay không, cháu nghĩ là cái người bị bệnh có muốn hay không và có quyết tâm hay không. Và cái trí tuệ của người ta đến mức nào. Ví dụ như là trong 7 giai đoạn chi phán đoán thì hầu như bây giờ người ta chỉ làm ở 1-2 thôi. Người ta đến với thực dưỡng là gì? À, làm sao tôi phải bệnh. 100% những người mà em gặp phải, của cháu gặp phải là hôm nay tôi bị như thế này này, thế này kia, tôi ăn cái gì mà khỏi, chẳng hạn như thế. Chứ người ta không hỏi là không tìm hiểu xem là cái phương pháp này nó thu hút người ta ở cái gì, nó hay ở cái gì. Nó chỉ nằm ở mức thứ hai thôi. Đấy. Hay quá, đúng.